Chuyện không vui lớn nhất đối với em là năm cấp 3, bạn thân của em từ nhỏ tới lớn chơi với em từ lúc mà tụi em còn ở trong xóm, lúc mà 3-4 tuổi cho tới đoạn mà 18 tuổi thì bạn thân của em giật bạn trai của em vào cái đoạn mà em chuẩn bị thi đại học luôn. Giật bạn trai của em? Em không biết em dùng từ đúng không ạ, tại vì là kiểu là vậy à. Có nghĩa là hai người đó đến với nhau sau lưng em? Dạ đúng rồi. Ok, cái chuyện đó là chuyện rất là đáng buồn. Không là nhưng mà em thấy nó giúp em trưởng thành ạ. Nhưng mà tại sao ba em dẫn em đi mua chiếc nhẫn? Dạ tại vì trong nhà em cũng có một số việc không vui giữa cha với mẹ em thì đây là chuyện gia đình thôi. Em luôn cảm thấy là cha với mẹ em cố gắng xây dựng một cái gia đình hạnh phúc, nhưng mà từ lúc nhỏ thì em cũng thấy có những cái khiếm khuyết ở trong gia đình của em. Cho nên là có nhiều chuyện không vui á thì em hay chia sẻ với cha. Rồi cha kiểu cũng ít có dành thời gian cho gia đình đó. Có một dịp đó em buồn vì một cái chuyện em không tiện nói. Thì cha nói là thôi cha dẫn con đi mua quà. Quà này cũng là quà sinh nhật muộn 2 tháng của em luôn. Lần đó nhà em có chuyện không vui, cho nên là cha em dẫn em đi mua. Xong rồi nói với em á là nếu mà sau này á có người nào đó mua cho con một chiếc nhẫn nữa thì cha muốn người đó là chồng con, chứ không phải là cha hay là ai dắt con đi mua nha chưa. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.